Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cận cảnh nước lũ dâng cao, chảy xiết ở Đồng Nai. Mưa lớn làm nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu nên lực lượng chức năng phải hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 10, tại nhiều địa phương ở các huyện như Long Thành, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến nhiều nhà dân ngập sâu. Tại Biên Hòa, khu vực phường Phước Tân bị ngập nặng trên diện rộng, nước ngập sâu tràn vào nhà hàng trăm hộ dân tại các khu phố Tân Lập, Tân Cang, Miễu, Vườn Dừa. Để đảm bảo an toàn cho người dân, công an phường, dân quân thường trực, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã được điều động hỗ trợ người dân di chuyển lên khu vực cao, chốt chặn tại một số điểm ngập, cầu dân sinh để ngăn người dân qua lại. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang đi kiểm tra, thống kê thiệt hại ban đầu do ngập. Tại khu vực ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, khu vực bị ngập sâu, chia cắt một số khu vực. Một ngôi nhà có hai người bị mắc kẹt, ngập sâu trong nước xoáy nên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp công an huyện Trảng Bom nhanh chóng huy động lực lượng đưa người bị mắc kẹt và tài sản đến vị trí an toàn. Sáng cùng ngày, tại một số khu vực thuộc xã Bình An, huyện Long Thành cũng bị ngập, khu dân cư bị ngập sâu trên diện rộng, một số gia đình mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm. Công an xã đã bố trí lực lượng để đưa người dân cùng tài sản ra ngoài an toàn. Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo và phân công, bố trí lực lượng chốt chặn, canh phòng tại các khu vực nguy hiểm, không để người dân đi lại vào khu vực đang bị ngập. Nhiều người bị mắc kẹt do lũ dâng cao ở Đồng Nai. Nước lũ dâng cao nên nhiều khu vực ở Đồng Nai bị ngập sâu, lực lượng chức năng nhanh chóng giải cứu những người mắc kẹt nơi bị ngập. Chiều ngày 28 tháng 10, do ảnh hưởng của mưa bão những ngày qua, khiến nước suối đổ dồn về khu vực ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, là một ngôi nhà có 4 người bị mắc kẹt, ngập sâu trong nước xoáy. Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp Công an huyện Trảng Bom nhanh chóng huy động 30 cán bộ chiến sĩ cùng xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy đến hiện trường tổ chức đưa được 4 người bị nạn đến vị trí an toàn. Sáng cùng ngày, tại một số khu vực thuộc xã An Bình, huyện Long Thành cũng bị ngập, khu dân cư bị ngập sâu trên diện rộng. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng cơ quan chức năng trên địa phương đã nhanh chóng di rời các hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo và phân công, bố trí lực lượng chốt chặn, canh phòng tại các khu vực nguy hiểm, không để người dân đi lại vào khu vực đang bị ngập. Hơn 3.000 học sinh ở Đồng Nai nghỉ học do nước lũ ngập sân trường. Sáng 29 tháng 10, hơn 2.600 học sinh trường Trung học cơ sở Phước Tân 1, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai phải nghỉ học do nước lũ sông Buông lên nhanh làm ngập toàn bộ sân trường. Nước lũ dâng cao khiến khu vực nhà dân ngập sâu. Nước trong sân trường Trung học cơ sở Phước Tân 1 trên 80cm khiến toàn bộ các phòng học và một số phòng chức năng tại tầng trệt bị ngập. Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương, huy động lực lượng hỗ trợ nhà trường, di dời trang thiết bị ở các phòng chức năng lên cao, tránh hư hỏng. Trường cũng thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em, đồng thời thông báo cho phụ huynh, quản lý học sinh tại nhà chặt chẽ, tránh tình trạng tai nạn thương tích khi lũ đổ về ở khu dân cư. Bên cạnh đó, một số trường học gần sông Buông cũng bị ảnh hưởng do nước lũ ngập sâu, chia cắt một số tuyến đường, khiến khoảng 500 học sinh phải ở nhà, không đến được trường. Khi nước lũ rút, điều kiện cho phép an toàn thì nhà trường sẽ thông báo cho học sinh trở lại trường. Đến gần trưa cùng ngày, nước bắt đầu rút ở một số khu vực. Ủy ban nhân dân phường Phước Tân đã có thông báo đến người dân chủ động trong việc chống ngập, nhất là vào buổi đêm và đảm bảo tài sản khi có mưa lớn bắt đầu xuất hiện. Lực lượng chức năng địa phương trực 24/24, chốt chặn tại một số điểm ngập, cầu dân sinh để ngăn người qua lại, đảm bảo an toàn. Mưa giảm, rống lũ Lệ Thủy, thấp thỏm chờ nước rút. Sáng 29 tháng 10, tại Quảng Bình, mưa đã giảm, nước lũ bắt đầu rút chậm ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới. Suốt đêm 28 tháng 10, người dân hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Bình nín thở, ngồi canh nước lũ. Một người dân tại đây cho biết, đến sáng ngày 29 tháng 10, mưa giảm dần, nước đã rút khoảng 15-20cm. Và đang tiếp tục rút chậm, bà con nơi đây đang mong nước rút hẳn để tiếp tục dọn dẹp, quay lại cuộc sống bình thường.
Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng nay, toàn tỉnh có hơn 32.700 nhà dân bị ngập lụt, 58 thôn, bản bị chia cắt. Các tuyến đường giao thông bị ngập tại 76 điểm, sạt lở 13 điểm, 3 tàu cá bị chìm, sạt lở 1,5 km kè biển. Mưa lũ đã làm cho một người chết tại huyện Lệ Thủy, một người mất tích tại huyện Quảng Ninh, hơn 230 hecta hoa màu, 4.000 con gia cầm, gần 400 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Toàn tỉnh đã di dời 1.249 hộ dân với 3.681 nhân khẩu. Trong đó, huyện Lệ Thủy di dời 99 hộ với 373 nhân khẩu, huyện Bố Trạch di dời 13 hộ với 53 nhân khẩu, huyện Quảng Ninh di dời 1.105 hộ với 3.125 nhân khẩu, huyện Tuyên Hóa di dời 2 hộ với 9 nhân khẩu, thành phố Đồng Hới di dời 30 hộ với 121 nhân khẩu. Ngoài ra, các địa phương cũng sơ tán tại chỗ 9.123 hộ, Lệ Thủy 8.018 hộ, Quảng Ninh 1.105 hộ. Toàn tỉnh có 76 điểm bị ngập trên các tuyến đường giao thông, trong đó có 14 điểm bị ngập tại các quốc lộ 1, 9B, 15, 9C, 9E. Đường tỉnh có 62 điểm bị ngập. Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, khu quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương kịp thời phân luồng giao thông, không để người dân đi vào những đoạn đường bị ngập sâu. Tỉnh Quảng Bình đã lên phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân tại vùng bị ngập lụt, cắm biển cảnh báo, phân công lực lượng túc trực, canh gác tại các tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại. Mưa lũ đã tấn công tỉnh Quảng Bình sau cơn bão Trami, gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng. Tính đến sáng 29 tháng 10, báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho thấy đã có một người chết và một người mất tích, trong khi hơn 32.000 ngôi nhà dân bị ngập trong nước. Cơn bão đã gây ra thiệt hại không thể đo đếm và làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục ngàn hộ gia đình. Theo thông tin cập nhật, tính đến 5 giờ sáng 29 tháng 10, số lượng nhà bị ngập lên tới 32.767, với huyện Lệ Thủy trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ở đây có tới 19.762 ngôi nhà bị ngập, trong đó hơn 8.000 nhà ngập sâu hơn 1 mét. Huyện Quảng Ninh cũng ghi nhận 12.005 ngôi nhà bị ngập, trong khi thành phố Đồng Hới có khoảng 1.000 hộ dân gặp khó khăn. Tình trạng ngập lụt đã buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp 9.123 hộ dân để đảm bảo an toàn. Họ đã sử dụng thuyền và cano để tiếp cận các vùng bị cô lập, nơi nước lũ đã bủa vây. Dù có dấu hiệu mưa giảm và nước đã bắt đầu rút ở một số nơi, nhưng nhiều khu vực vẫn còn bị chia cắt hoàn toàn, khiến người dân không thể nhận được nhu yếu phẩm thiết yếu. Công tác cứu trợ đang gặp khó khăn nghiêm trọng do các con đường vào những khu vực này không an toàn. Ngoài việc gây ngập lụt, nước lũ còn mang theo rác thải và cây cối trôi nổi, làm gia tăng nguy hiểm cho các hoạt động cứu hộ. Chính quyền địa phương đã đưa ra khuyến cáo về việc hạn chế hoạt động cứu trợ tự phát trên sông nhằm đảm bảo an toàn cho các lực lượng cứu hộ. Họ nhấn mạnh rằng việc di chuyển trên các tuyến đường cũng gặp nhiều khó khăn, với nhiều điểm ngập sâu từ 0,8 đến 1,6 mét. Hệ thống giao thông của tỉnh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với các tuyến đường quốc lộ 9B và 9C đều có nhiều điểm ngập. Cụ thể, quốc lộ 9C ghi nhận đoạn ngập từ km 2 cộng 000 đến km 8 cộng 200, và quốc lộ 15 cũng có các điểm bị ngập, buộc các đơn vị quản lý phải thiết lập rào chắn và lực lượng trực gác cảnh báo. Mưa lũ không chỉ gây ngập mà còn dẫn đến tình trạng sạt lở đất. Hơn 3.000 mét khối đất đã bị sụt lún tại 13 điểm, trong khi 1,5 km kè biển bị hư hỏng ở các huyện như Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và huyện Lệ Thủy. Các đơn vị chức năng đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, nhưng tình hình vẫn rất khó khăn. Trong bối cảnh thảm họa này, một người đã thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ tại khu vực Hồ Thanh Sơn, xã Thái Thủy. Thêm vào đó, một người khác, ông Phạm Văn Cứ,
sinh năm 1960, từ thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, vẫn đang mất tích sau vụ lật đò. Hình ảnh người dân vật lộn giữa dòng nước lũ và những nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc cứu hộ đang thể hiện rõ sự khắc nghiệt của thiên nhiên và nỗi lo lắng của cả cộng đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.